Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng là một trong những điểm sáng trong công tác chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố thời gian qua. Là ngôi nhà chung của nhiều trường hợp neo đơn, không nơi nương tựa. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên tại trung tâm luôn mong muốn mang đến cho các cụ một mái ấm tràn đầy tình yêu thương lúc tuổi già bóng xế. Gắn bó với Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng đã hơn 3 năm nay, bà Lương Thị Lợi xem đây như là tổ ấm thứ hai của mình. Từ các bài tập vật lý trị liệu đến bữa ăn, giấc ngủ hàng ngày, bà đều cảm nhận được sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công nhân viên tại đây. Ở đây á, thì nói chung cái không khí là rất kỳ là vui tươi, phấn khởi, từ lãnh đạo đến cán bộ công nhân viên. Thì đối xử với các cụ á, thì rất tốt, là luôn luôn là chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe và ăn uống nói chung là đầy đủ. Không chỉ riêng trường hợp của bà Lương Thị Lợi, Trung tâm phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng hiện đang chăm sóc cho hơn 45 cụ ông, cụ bà với độ tuổi trung bình ngoài 80. Các cụ ở đây là các bà mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, người có công giúp đỡ cách mạng, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh neo đơn, không nơi nương tựa. Các cụ rất là vui vẻ, cùng ăn với nhau, rồi ăn tối thì có bữa là chia phần, mà có bữa thì dọn trong mâm. Những người còn khỏe đó thì rất là vui vẻ. Rồi tình cảm ở trong đây là hàng ngày có người nói chuyện. Chăm sóc sức khỏe cho các cụ tại trung tâm là công việc không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn mà còn cần cả sự tận tâm, tận tụy. Vì vậy, các nhân viên tại đây luôn xem các cụ như người thân trong gia đình. Chăm lo cho các cụ chính là thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với lớp cha anh đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Công việc hàng ngày mình cố động viên các cụ tới điều trị vì biết các cụ là bệnh mãn tính, mà đa phần là các cụ mãn tính hết, đau xương khớp rồi đau do chế độ tù đầy á, nên là điều trị nó không dứt điểm được, nhưng mà hàng ngày mình vẫn động viên tới tận giường tập cho các cụ vật lý trị liệu thường xuyên để cho các cụ nâng cao sức khỏe. Bình thường thì các cụ hay đi khám bảo hiểm y tế, nhưng những cái đợt thì mình mời bác sĩ về để khám, là nâng cao thể trạng cho các cụ, là giúp cho các cụ những cái thuốc bổ an thần. Có một số cụ thì được khám đông y, tây y, tùy theo cái thể trạng và cái bệnh của mỗi cụ. Năm 2022, Hội đồng Nhân dân đã ban hành Nghị quyết số 42 nâng mức hỗ trợ tiền ăn đối với người có công với cách mạng đang phụng dưỡng tại trung tâm từ 1.500.000 đồng một người một tháng lên 2.100.000 đồng một người một tháng. Với những chính sách đặc thù, thành phố luôn xác định công tác chăm lo phụng dưỡng cho người có công cách mạng neo đơn, không nơi nương tựa là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài, thể hiện đạo lý truyền thống muôn nước nhớ nguồn của dân tộc ta.